Viết thư hỏi thăm ông bà. Tập làm văn lớp 3. Bài văn mẫu 1. Viết thư hỏi thăm ông bà. Nam Định, ngày 5 tháng 2 năm 2020. Ông bà kính yêu của cháu, cũng đã lâu rồi cháu không được về thăm ông bà. Hôm nay cháu viết thư hỏi thăm tình hình sức khỏe để ông bà khỏi mong. Ông bà cùng với các chú thím ở quê có khỏe không ạ? Bệnh đau đầu của ông mấy ngày trời còn tái phát không ạ? Lưng của bà giờ đã đỡ đau chưa ạ? Dạo này ông bà còn đi tập thể dục vào buổi chiều không ạ? Cháu nghe nói đi tập thể dục rất tốt cho sức khỏe, nên ông bà cố gắng tập để luôn khỏe mạnh ông bà nhé. Cháu nhớ năm trước về thấy ông mới ươm một cây táo, giờ không biết nó đã lớn đến mức nào rồi ông nhỉ? Ôi cháu mong được ăn táo ông trồng quá. Còn trên này cháu và gia đình vẫn ổn ạ, mọi việc vẫn diễn ra bình thường. Chỉ có điều dạo gần đây, bố cháu hay phải làm tăng ca đêm có hơi vất vả, nhưng học tập ông bà hôm nào rảnh là cả nhà lại đi bộ đấy ạ. Cháu và em Ngân vẫn đi học bình thường. Ngân dạo này học tiến bộ lắm ạ, thường xuyên được điểm 10, cả nhà ai cũng mừng. Tối đến cháu vẫn dạy em học bài. Sang tuần cháu được đi trải nghiệm ở rừng quốc gia Cúc Phương, cháu háo hức lắm ạ. Nhưng đi đâu cháu vẫn muốn sớm nghỉ hè để được về quê chơi với ông bà. Cháu và bố mẹ nhớ ông bà lắm ạ. Cháu chúc ông bà mạnh khỏe, luôn yêu đời vui vẻ. Cháu gửi lời chúc cô Hồng khỏe mạnh sau khi sinh em bé xong. Cháu rất nhớ mọi người ạ, hè này cháu với cả nhà nhất định sẽ về. Cháu chào ông bà, cháu gái của ông bà, Nhi. Bài văn mẫu 2. Viết thư cho bà, hỏi thăm ông bà. Nam Định, ngày 5 tháng 6 năm 2020. Bà kính yêu, cháu là Vân Anh, đứa cháu gái bé bỏng của bà đây ạ. Đã lâu cháu chưa về quê nên cháu rất nhớ ông bà và mọi người ở quê. Bà vẫn khỏe chứ ạ? Còn ông và các bác ở nhà thì sao ạ? Gia đình cháu trên này vẫn tốt bà ạ. Em Cu Bin ngày càng kháu khỉnh và hiếu động, bây giờ em ấy đã biết thêm rất nhiều điều về thế giới xung quanh. Năm học vừa qua, cháu được danh hiệu học sinh giỏi và giải nhì viết chữ đẹp bà. Mùa hè như này chắc ngoài Bắc nóng lắm bà nhỉ. Bà nhớ đừng làm việc quá sức và nghỉ ngơi nhiều cho khỏe bà nhé. Cây ổi mấy năm trước cháu trồng chắc giờ đã lớn và có quả rồi bà nhỉ. Bố cháu hứa là sang tháng 7 sẽ cho về quê chơi với ông bà. Chị em cháu rất vui và háo hức, vừa là thăm mọi người vừa để khoe thành tích học tập đầy nỗ lực một năm qua. Ngày ngày đi học về cháu đều giúp bố mẹ những công việc nhỏ như rửa bát, quét nhà. Đến cuối tuần thì cả nhà cháu lại đi chơi ở công viên. Bố cháu dạo này ít đi công tác hơn, thường xuyên đưa đón chị em cháu đi học thay cho mẹ. Còn mẹ cháu thì ngày nào cũng trổ tài nấu ăn ngon bà ạ. Cháu rất nhớ bà và cũng sắp được về thăm ông bà rồi. Thôi thư đã dài, cháu xin phép được dừng bút ạ. Cháu chúc ông bà luôn mạnh khỏe, vui vẻ và yêu đời ạ. Cháu ngoan của bà, Vân Anh, Nguyễn Thị Vân Anh. Bài văn mẫu 1. Viết thư hỏi thăm ông bà. Nam Định, ngày 5 tháng 2 năm 2020. Ông bà kính yêu của cháu, cũng đã lâu rồi cháu không được về thăm ông bà. Hôm nay cháu viết thư hỏi thăm tình hình sức khỏe để ông bà khỏi mong. Ông bà cùng với các chú thím ở quê có khỏe không ạ? Bệnh đau đầu của ông mấy ngày trời còn tái phát không ạ? Lưng của bà giờ đã đỡ đau chưa ạ?
Dạo này ông bà còn đi tập thể dục vào buổi chiều không ạ? Cháu nghe nói đi tập thể dục rất tốt cho sức khỏe, nên ông bà cố gắng tập để luôn khỏe mạnh ông bà nhé. Cháu nhớ năm trước về thấy ông mới ươm một cây táo, giờ không biết nó đã lớn đến mức nào rồi ông nhỉ. Ôi cháu mong được ăn táo ông trồng quá. Còn trên này cháu và gia đình vẫn ổn ạ, mọi việc vẫn diễn ra bình thường. Chỉ có điều dạo gần đây, bố cháu hay phải làm tăng ca đêm có hơi vất vả, nhưng học tập ông bà hôm nào rảnh là cả nhà lại đi bộ đấy ạ. Cháu và em Ngân vẫn đi học bình thường. Ngân dạo này học tiến bộ lắm ạ, thường xuyên được điểm 10, cả nhà ai cũng mừng. Tối đến cháu vẫn dạy em học bài. Sang tuần cháu được đi trải nghiệm ở rừng quốc gia Cúc Phương, cháu háo hức lắm ạ. Nhưng đi đâu cháu vẫn muốn sớm nghỉ hè để được về quê chơi với ông bà. Cháu và bố mẹ nhớ ông bà lắm ạ. Cháu chúc ông bà mạnh khỏe, luôn yêu đời vui vẻ. Cháu gửi lời chúc cô Hồng khỏe mạnh sau khi sinh em bé xong. Cháu rất nhớ mọi người ạ, hè này cháu với cả nhà nhất định sẽ về. Cháu chào ông bà, cháu gái của ông bà, Nhi. Bài văn mẫu 2, viết thư cho bà, hỏi thăm ông bà. Nam Định, ngày 5 tháng 6 năm 2020. Bà kính yêu, cháu là Vân Anh, đưa cháu gái bé bỏng của bà đây ạ. Đã lâu cháu chưa về quê nên cháu rất nhớ ông bà và mọi người ở quê. Bà vẫn khỏe chứ ạ? Còn ông và các bác ở nhà thì sao ạ? Gia đình cháu trên này vẫn tốt bà ạ. Em Cú Binh ngày càng kháu khỉnh và hiếu động. Bây giờ em ấy đã biết thêm rất nhiều điều về thế giới xung quanh. Năm học vừa qua, cháu được danh hiệu học sinh giỏi và giải nhì viết chữ đẹp bà ạ. Mùa hè như này chắc ngoài Bắc nóng lắm bà nhỉ. Bà nhớ đừng làm việc quá sức và nghỉ ngơi nhiều cho khỏe bà nhé. Cây ổi mấy năm trước cháu trồng chắc giờ đã lớn và có quả rồi bà nhỉ. Bố cháu hứa là sang tháng 7 sẽ cho về quê chơi với ông bà. Chị em cháu rất vui và háo hức, vừa là thăm mọi người vừa để khoe thành tích học tập đầy nỗ lực một năm qua. Ngày ngày đi học về cháu đều giúp bố mẹ những công việc nhỏ như rửa bát, quét nhà. Đến cuối tuần thì cả nhà cháu lại đi chơi ở công viên. Bố cháu dạo này ít đi công tác hơn, thường xuyên đưa đón chị em cháu đi học thay cho mẹ. Còn mẹ cháu thì ngày nào cũng trổ tài nấu ăn ngon bà ạ. Cháu rất nhớ bà và cũng sắp được về thăm ông bà rồi. Thôi thư đã dài, cháu xin phép được dừng bút ạ. Cháu chúc ông bà luôn mạnh khỏe, vui vẻ và yêu đời ạ. Cháu ngoan của bà, Vân Anh, Nguyễn Thị Vân Anh.